em tỉnh bằng trà, yêu fan mình trả. Bằng 15 câu hỏi cực hách về một nhân vật ai cũng biết nhưng lại siêu tò mò, đó là Ma. Thực ra chúng là gì? Thật sự có không? Đáng sợ và cách trừng trị như thế nào? Ai xem hết chắc chắn sẽ dũng cảm hơn x 10 lần. Nào, cùng nhanh trí trả lời ngay câu hỏi đầu tiên. Ma thực ra là gì? Là một linh hồn hay một con yêu quái nào đó? Sau một hồi tìm hiểu 900 lần thì nhanh trí biết được Ma là một linh hồn của những người mất vì lý do nào đó đã lạc lối khi đang trên đường sang thế giới bên kia. Hầu hết, các linh hồn vẫn giữ được ký ức lúc còn sống và họ thường làm lại các hành động như lúc còn sống vậy, hoặc ôm oán hận chưa thể buông bỏ, hoặc chịu nhiều oan ức. Cũng có thể là những mong muốn mà lúc sống chưa làm được nên các linh hồn đó chưa thể đi đầu thai nên mới thành những cái bóng vất vưởng. Mới nói đó, đã biết là cần phải sống đơn giản cho đời thanh thản thôi anh em ơi. Ấy thế cái con MA đấy toàn đi cặp với con gì nhỉ? Quỷ chứ còn gì nữa, như là xấu với xa cặp với nhau ý. Chúng mình có hiểu con quỷ là gì không? Ồ, theo giải thích của thế giới tâm linh, quỷ là những linh hồn mạnh và cực kỳ nguy hiểm. Đó có thể là linh hồn của những kẻ độc ác lúc còn sống, như những kẻ hại người không ghê tay, tham lam biến thái, hoặc cũng có thể là linh hồn của những người chết oan, mang nhiều ám khí, suy nghĩ xấu và từ đó cái khí tà ám vào cực mạnh. Những kẻ đó khi mất đi đều có thể biến thành quỷ, không thể xuống âm phủ đi đầu thai mà cứ ở lại nhân gian làm hại người hoặc bị Diêm Vương trừng trị muôn đời. Tuy thế, nhưng ma hay quỷ đều có những điểm yếu hết nha các bố ơi. Mình đã tìm ra và đố anh em coi ai biết không nào. Ma sợ nhất màu gì đấy? Màu xanh hay màu đỏ? Theo quan niệm của dân gian, ma quỷ rất sợ những thứ màu đỏ nhé các bạn ơi. Vì thế để tránh ma quỷ đeo bám, mọi người hay treo những lá bùa có chữ màu đỏ, các bạn cứ để ý mà xem, để nhằm xua đuổi hồn ma tấn công vào nhà. Đặc biệt khi đi dưới trời tối, quần áo màu đỏ sẽ giúp bạn tránh được những thứ xui xẻo từ âm khí đấy. Wow, hóa ra là như vậy. Có cách để phòng ngừa và chứng trị rồi nha. Bây giờ có ai còn sợ nữa không? Nếu mà sợ thì nhất định phải trả lời tiếp câu hỏi này. Có một sự thật mà 2 năm qua chưa ai nói cho bạn biết là con ma nó thường xuất hiện vào buổi tối. Tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao lại cứ phải là buổi tối? Ngồi lại đây và suy nghĩ một chút thì chúng mình sẽ thấy người và ma quỷ là hai cõi âm dương cách biệt, cả hai không thể nào giao du thành một được. Ranh giới giữa hai cõi âm dương chính là ánh sáng mặt trời, vì thế mà ma quỷ chỉ xuất hiện được vào ban đêm tăm tối mà thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật, ma quỷ chẳng thể nào làm nguy hại đến con người cả, vì thế mỗi khi gặp ánh sáng rực rỡ của mặt trời, hồn ma chắc chắn vội vàng bỏ chạy và sợ chết khiếp mà thôi. Hí, nhìn nó chạy kìa, vắt chân lên cổ rồi các bạn. Hay da, nói đi thì cũng phải nói lại, con người thì cứ sợ con ma hoài à. Thế con ma thì chúng sợ con gì nhỉ? Con lợn, con gà? Là con gà các bạn ơi. Vốn dĩ ma quỷ rất sợ trời sáng và tiếng gà gáy đấy. Mỗi khi ma quỷ nghe tiếng gà gáy, toàn cơ thể chúng cảm thấy đau nhức, co rút và hoảng loạn cơ. Chính vì điều này, chúng không thể tấn công con người mỗi khi nghe tiếng gà kêu. Thay vào đó, chúng tìm cách ẩn náu, tránh sự truy sát của tiếng gà gáy đấy. Thế nên, các bạn biết mình nên sắm cái gì rồi chứ? Một con gà trống biết gáy bằng tim, ok. Và mình có một bí kíp tiêu diệt ma nữa nè, mà mình chỉ nói riêng với các bạn fan cứng thôi đấy nhở. Thứ gì có thể đốt cháy linh hồn của ma quỷ? Ngọn lửa đang cháy có thể đốt cháy linh hồn của chúng đó. Loại ánh sáng này gần giống với ánh sáng của mặt trời, vì thế ma quỷ rất sợ hãi mỗi khi nhìn thấy. Chính vì điều này mà người xưa mỗi khi đi lại trong trời tối cầm rất nhiều cần đuốc trên tay nhằm dọa ma quỷ sợ chết khiếp, lại còn để sáng đường nữa chứ. Chưa hết bất ngờ này, lại đến bất ngờ khác. Có một loại cây khiến mấy con ma sợ te cả ra quần luôn ý các bạn ạ. Cây gì có thể đuổi ma vậy?
Theo dân gian, ma quỷ, tà khí, âm khí cực kỳ sợ cây dâu tằm nha các bạn ơi. Chính điều này mà ngày nay nhiều bậc phụ huynh cho con nhỏ đeo vòng tay dâu tằm để trấn an tinh thần. Ngày xưa bé mình cũng được đeo đó, giúp em bé ngủ ngon giấc và tránh được quấy khóc. Nhiều gia đình ở nông thôn người ta còn thường trồng cây dâu tằm trước cửa nhà để tránh ma tới cổng quấy phá nữa cô. Mà hôm trước nhá, Nhanh Trí qua nhà hàng xóm chơi, có thấy trước cửa nhà bác ấy treo cái gương bắt quái. Mình hỏi để làm gì mà bác ấy không trả lời. Ủa, có bạn nào biết có tác dụng gì không nhỉ? Sau 7749 lần nhờ chị Google giúp đỡ, cuối cùng mình mới biết treo gương bắt quái trước cửa ra vào giúp gia chủ tránh khỏi sự tấn công của tà ma, luôn mang lại may mắn và thành công cho cả nhà. Ngoài ra còn mang lại niềm vui và tiếng cười cho gia đình nữa cơ. Đấy, bảo sao mình thấy trong xóm nhà nào cũng có. À, đây không phải điều bắt buộc nhà nào cũng phải có đâu nha. Đó là văn hóa của xóm mình thì sao? Ở nơi bạn thế nào? Nhớ comment cho mình biết với nha. Có một vụ này cực kỳ gấp. Có một bạn gọi điện đến cho Nhanh Trí hỏi, mình đang đi bộ một mình ban đêm và nghe tiếng bước chân phía sau. Cái đoạn đường này vắng lắm, chẳng có ai cả. Ui, hay mình gặp mớ ám ma rồi nhỉ, phải làm sao bây giờ? Nào nào, bình tĩnh đã mấy bộ ơi, tuyệt đối không quay lại nhìn. Và nếu bạn đang chạy thì hãy giảm tốc độ rồi đi bộ, hít thở thật sâu và cố gắng bình tĩnh. Đặc biệt chú ý hạ thấp gót chân, không được nhón gót nhằm tránh hiện tượng nhập vòng. Đồng thời, hai bàn tay bạn phải nắm ngón cái vào bên trong lòng bàn tay để tránh bị ma dắt đi nhé. Cứ đi thẳng về phía trước và nhớ tuyệt đối không được quay lại nhìn đâu đó. Mạnh mẽ, can đảm lên, Nhanh Trí luôn song hành với các bạn mà. Hôm nọ xem TV, mình thấy người ta đi đám ma về phải bước qua than lửa ấy. Tại sao lại phải làm thế nhỉ? Nãy mình nói rồi đó, ngọn lửa có thể đốt cháy linh hồn của ma quỷ, nên khi đám ma về, trước khi bước vào nhà mình cần phải đi qua than lửa để tránh dắt linh hồn về nhà. Quan niệm này ngày xưa rất phổ biến ở Trung Quốc, thậm chí khi đón cô dâu mới vào nhà cũng phải bước qua than lửa để xua đuổi ma quỷ và tránh gặp xui xẻo cơ. Nhà bạn nào có em nhỏ, con nhỏ thì cực kỳ lưu ý điều này nha. Úm bà la xì bùa, linh hồn mau mau hiện hình ở đâu? À, có hai con của các bạn, con nào dễ thường nhất? Tất nhiên là quỷ vô diện rồi. Con quỷ này được biết tới là một cư dân của vùng đất linh hồn. Nó hay đeo mặt nạ vong hồn và cơ thể trong suốt, có thể dễ dàng tàng hình. Vô diện sống nhờ vào lòng tham của con người. Hắn có thể biến ra vô số vàng bạc để dụ dỗ nạn nhân của mình, sau đó sẽ nuốt chửng họ. Khi được Chihiro cảm hóa, vô diện đã trở lại về với bản chất lương thiện ban đầu, trở thành một con ma hiền lành, có một bản chất tốt đẹp và vô cùng cute hết sảy con bà bảy nữa. Trời trời, chắc chắn con vô diện này là một trong số những con ma quỷ đáng yêu nhất quả đất đây mà. Chúng mình có thấy xứng đáng thả một like không? Thả mạnh lên nha. Hey hey, lại có một con mờ a xấu xí đang ẩn nấp ở quanh đây, đố các bạn tìm ra đấy. Ê, còn non và xanh lắm, trốn làm sao được? 500 anh em nhà Nhanh Trí hơi bị tinh đấy. Đã xấu người còn xấu nết, mà ơi là ma, lần sau trốn đi đâu thì trốn, đừng có hỏng dọa 500 anh em nhà tôi nhá. Một ngày nọ, bạn cùng đám bạn đến thăm một ngôi nhà bị đồn là có ma. Khi bạn đang khám phá ngôi nhà thì đám bạn của bạn lẻn ra ngoài, bỏ bạn lại ở một mình và bạn không hề hay biết. Khi bạn quay ra phía sau thì phát hiện chúng nó trốn hết cả rồi. Bạn còn chưa kịp phản ứng thì có một bóng xuất hiện ngay trước mặt bạn. Bạn sẽ làm gì khi đó đây? Lại gần chào hỏi, quay video hay chạy thật nhanh? Ôi trời, câu này khoai nha, mình chưa bị thế bao giờ. Nhưng tưởng tượng ra đấy là mình thì mình sẽ vắt chân lên cổ mà chạy thôi, chứ chả đủ can đảm mà ở lại chào hỏi rồi rủ nó quay video nhảy TikTok cùng đâu. Cầu mong con ma đấy hiền lành, dễ tính, chứ gặp mấy con ma hung dữ lại định bắt thì tập xác định luôn. Nếu là bạn thì bạn chọn phương án nào? Và bí kíp cuối cùng để tránh sự quấy nhiễu từ tà ma thì mình bày cho các bạn, chứ mình không hỏi các bạn đâu. Hãy luôn phòng bên mình một trang sức gì đó bằng bạc, có thiết kế hình Đức Phật Thích Ca, Phật Dược Sư hay các vị Bồ Tát. Mỗi vị Phật Bồ Tát gắn với sức mạnh, niềm tin riêng và các ngài luôn mong muốn giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ, sống hướng thiện, nên vì vậy sẽ trừ được tà ma đó nha. Toàn bộ video trên là những lời giải thích chọn lọc có tìm hiểu về thế giới tâm linh khiến hàng triệu người tò mò. Có thiếu sót hay góp ý thì các bạn comment cho Nhanh Trí nhé. Bye!